Hello, xin chào tất cả mọi người Vào ngày 15 tháng 9 này thì bác sĩ Sắc bên mình sẽ có một chuyến đi công tác vào Sài Gòn Cho nên là anh em nào mà đang gặp phải các vấn đề về Nam Khoa Thể liên hệ ngay với bác sĩ Sắc để được tư vấn nha Bác sĩ Sắc sẽ giảm 10% cho anh em đang có nhu cầu tân trang lại cậu em của mình Về các dịch vụ như cắt bao quy đầu, tăng size cậu em và găm bi Với dịch vụ cắt bao quy đầu thì bác sĩ Sắc sẽ sử dụng phương pháp thẩm mỹ siêu hồi phục hiện đại nhất hiện nay Cho nên là anh em không hề cảm thấy đau hay là khó chịu gì trong quá trình thực hiện máy cắt tự động stopper sẽ tiến hành khâu tự động cho nên là vết khâu rất là thẩm mỹ đều nhau và không bao giờ để lại sẹo xấu với dịch vụ tăng size cậu em thì bên mình sử dụng miếng độn sinh học mega cao cấp tương thích với cơ thể lên đến 99 trăm giúp tăng size cậu em từ 3 cho đến 5 cm với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề cho nên là bác sĩ sắc sẽ giúp các anh em là không hay bao giờ để lộ dấu vết thẩm mỹ đâu ạ à quá trình của thực hiện thì bác sĩ cũng rất là nhẹ nhàng không hề đau hay là khó chịu gì anh em có thể ra về luôn trong ngày do vậy anh em nào đang ở sài gòn mà có nhu cầu tân trang lại cậu em của mình thì hãy liên hệ ngay với bên bác sĩ sắc nha bác sĩ sắc sẽ tư vấn cho mình hoàn toàn miễn phí ạ duy nhất vào ngày 15 tháng 9 này thì bác sĩ sắc sẽ có mặt tại sài gòn với anh em nha